Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một lô máy cưa xích gồm 7 em máy cưa. Thì trong này gồm 7 máy thì có 2 máy tay cụt và 5 máy tay dài nha mọi người. Thì các hãng hệ em đang giới thiệu cho mọi người đều là các hãng hệ sử dụng các gia đình làm nhà vườn ha, công suất vừa tầm. Thì trong này thì có các hệ như Echo, Makita, Robin, Hitachi, Shinoway nha mọi người. Đó, các thương hiệu đến từ Nhật Bản. Thì lô này em sẽ đánh dấu là lô D, từ D1 cho tới D7. Đó, anh em nào ưng ý em nào chỉ cần đọc tên mã số của máy, ví dụ D3 hay D4, thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng ha. Thì trên các tay cầm của máy em đều có dán tem tên mã số máy, và thứ hai là giá tiền của máy ha, để cho anh em phù hợp lựa chọn cái nào cho thích hợp với công việc của anh em vừa sử dụng vừa tầm ha. Thì vẫn như thường lệ, anh em mua hàng sẽ được tặng kèm 3 món đồ. Đó, típ mở buji này, buji và một cây rũa nha mọi người. Đó, 3 món đồ này anh em mua bất kỳ máy nào cũng sẽ được tặng kèm và sẽ được bảo hành bao lượng lòng 12 tháng nhé, tính từ ngày anh em đặt hàng ha. Và anh em nào muốn nghe tiếng nổ, test tiếng nổ, xem hình ảnh kỹ lưỡng rõ hơn thì nhắn tin trực tiếp qua Zalo, qua số thoại đầu số 0988628901. Đó, em sẽ test video tiếng nổ cho mọi người xem qua phần Zalo ha. Và phương thức thanh toán thì khi anh em mua hàng ấy thì sẽ đặt cọc trước cho em một ít tiền qua thẻ điện thoại Viettel. Phí vận chuyển của anh em là 100.000 đồng. Đó, đặt cọc trước 200.000 nhé. Còn anh em nào đặt cọc bằng tài khoản trước 500.000, bên em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em nhé. Đó, rồi sẽ không làm mất thời gian của anh em thì em sẽ giới thiệu từng con luôn. Lô này là lô D nhá. Thì thời gian thì cũng đã trời tối nên bên sẽ không có test tiếng nổ, chỉ quay cho anh em xem vậy ha. Anh em nào muốn xem chi tiết hơn hoặc nghe tiếng nổ nhắn tin trực tiếp qua Zalo nhé. Rồi, trước tiên là cây số D1. D1 nặng 3,3 kg, giá là 1,7 triệu. Em này đến một thương hiệu Echo Kerrit, mã số máy là 2600T nha mọi người. Đó, em này rất là nhỏ nhẹ, dành cho anh em sử dụng cắt gia đình, leo trèo, nhăm nhánh, tỉa cành, rất là ok ha. Làm là 25cm, xích chuột nha mọi người. Đó, xích thì đã được ráp xích mới cho anh em sử dụng dễ dàng hơn ha. Ốp lam một ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13, tăng xích trực tiếp tại má ốp lam, rất là nhỏ gọn nha. Chú nào có tuổi hoặc là sử dụng cắt gia đình hoặc chuyên về nhăm nhánh, tỉa cành, sử dụng em này khá là ok, rất là vừa. Đó, nhỏ nhẹ vừa tầm, 3,3 kg ha. Rồi, em D1 3,3 kg, giá 1,7 triệu. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Rồi, đến D2, một thương hiệu đến từ Makita, mang mã số ký hiệu là 230T nha mọi người. Đó, em này thì cũng rất là nhỏ nhẹ, nặng khoảng 3,1 kg thôi nha mọi người. Tổng trọng lượng tất cả như này thì có đầy đủ các chức năng như núm bơm xăng phụ, chốt e tự động, có trợ lực, có thắng xích. Đó, không có thiếu một chức năng gì nha. Anh em sử dụng các gia đình thả ga luôn, không phải suy nghĩ. Lam 25cm, xích chuột nha mọi người. Đây, lam xích đây. Lam này thì nhìn đã bị đen nhưng mà các đầu rãnh này chưa có bị dập đầu và chưa có bị tè đầu lam nha mọi người. Đó, các đầu rãnh lam là chưa còn nguyên. Còn lam thì đã bị bay hết nước sơn rồi ha. Xích cũng còn khá là đẹp nha mọi người. Đó, lớp chiếc máy đây, cực kỳ là mới, rất là sáng ha. Đó, giá của em này là 1,7 triệu nhá. Ốp lam một ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng MD2, giá 1,7 triệu, nặng 3,1 kg thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Tiếp theo là đến các mẫu máy tay dài thì từ D3, thì D3 này thì là hàng của Robin. Đây, em Robin. Anh em sử dụng qua các dòng máy tay dài hoặc xem nhiều mới có thể để ý là con này giống con Tanaka ha. Nó dường như là giống gần như là 90% so với mẫu Tanaka nhiều người. Đó, rất là giống nhau. Đấy, và mẫu này thì nhìn nó vẫn thon gọn hơn một chút, mà máy này đặc biệt là dường như Nhật quên sử dụng, còn cực kỳ là mới nha mọi người. Đây, đằng trước máy lốc trước này khá là mới nha. Thì em này được sử dụng lam 40cm, xích chuột nha mọi người. Đó, lam xích thì còn đẹp nguyên nha. Lam này thì chỗ này bị bay nước sơn này, nhưng mà các đầu rãnh này đẹp nguyên luôn. Em nhớ không nhầm, bên này còn nguyên nước sơn. Đây, anh em có thể thấy à, bên này vẫn còn nguyên chữ nước sơn Robin này. CS3300 đời 4 số nha mọi người. Đó, rất đẹp ha.
rất là sáng nha mọi người. Đó. Em này là em Robin nhá. Đó. Đây em này em D3, giá là 2 triệu đồng tròn nha mọi người. Đó, rất là mới nha, anh em sử dụng cắt em này sử dụng gia đình rất là ngon. Nặng 4,3 kg tổng tất cả trọng lượng nha mọi người. Đó. Cắt gia đình cực kỳ đã luôn, thoải mái luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng em D3 giá 2 triệu đồng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Rồi tiếp theo là em D4. Em này một thương hiệu đến từ Hitachi. Đó, và mang mã số hiệu là CS35ED. Em này thì 35,2cc nhé, dành cho anh em sử dụng cắt gia đình. Đặc điểm của em này là cực kỳ nhạy nổ. Đó, dễ sử dụng. Thì các chức năng của em này gồm có núm bơm xăng phụ này, trợ lực lớn này, đó, chốt e tự động này, thắng xích, đầy đủ các chức năng. Không có thiếu một chức năng gì hết hơn. Đó. Mà máy này là cực kỳ là mới nha. Mã số series máy này, CS35ED3, mã số series N50079 nha mọi người. Hàng chuẩn Nhật Bản nhé. Lốc trước máy này còn cực kỳ là sáng. Đó, phần má ốp lam được sử dụng ốp lam 2 ốc nhé, vận trực tiếp bằng khóa 10, tăng xích trực tiếp trên cây lam. Đó, cây lam lam 40, xích trung 91, lam còn nguyên nước sơn. Đó, còn nguyên nước sơn đen, rất là đẹp nha mọi người. Hitachi vẫn còn nguyên nha. Đó, cực kỳ là sáng, xích còn rất là dày nha. Đó. Rồi, em này là D4. Nếu độ nhạy nổ thì sử dụng nha anh em. Cắt là bao độ nhạy nổ cho anh em. Khi anh em nhận hàng cũng có quyền kiểm tra hàng, xem hàng, thanh toán ha. Thì nhạy nổ cực kỳ luôn, bao độ nhạy nổ. Đó, giật 3-4 nhát là nổ nhá. Chỉ cần việc bơm xăng này, đóng e đây. Đó, cứ làm đúng quy trình, đúng 3-4 phát giật là nổ nhá. Còn cực kỳ là đẹp. Đó. Rồi em D4 giá là 2,8 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em D4 liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Tiếp theo là đến D5. D5 thì một thương hiệu đến từ Echokiorit và mang mã số là 355. Em này thì công suất lớn hơn em kia một chút thì nó là 35,8cc. Đó, cũng dành cho anh em sử dụng cắt gia đình, làm nhà vườn ha. Đó. Em này lam được sử dụng lam 50cm, xích chuột nha mọi người. Khoảng cách cắt được còn 45cm. Đó. Bằng lớp trước máy đây. Bên phía má đây. Đó, thì em này có trợ lực này. Đó, có núm bơm xăng phụ, chốt e tự động nha mọi người. Đó. Echo trợ lực lớn nha, rất là nhẹ nhẹ nổ nhá. Ốp lam 2 ốc và trực tiếp bằng khóa 13, tăng xích trực tiếp tại má ốp lam. Lam xích còn khá đẹp. Rồi em D5 này giá là 2.800.000 đồng luôn. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em D5 liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng nhé. Rồi tiếp theo là đến D6, một thương hiệu đến từ Sinoway. Đó, mà em này là Sinoway, mã số là 381 nha mọi người. Đó, 38,8cc nhé. Xi lanh đường kính bê tông là 40 ly, dành cho anh em sử dụng cắt gia đình thích hạn mạnh thôi. Hoặc anh em nào mới vào nghề cưa vì sử dụng em này cũng rất ok nhé. Đó, 38-39cc là anh em cắt thả ga rồi ha. Lam cái này được sử dụng lam 50 và xích em sẽ ráp xích mới cho anh em nhé. Đó, lam Latin nha. Lưu ý lam Latin nha. Đó, xích em sẽ ráp xích mới cho anh em sử dụng ha. Lốc trước máy đây. Khá là đẹp. Đó. D6, em này thì giá tròn 3 triệu nha. Ốp lam 2 ốc và trực tiếp bằng khóa 13, bị mất một ốc lam này. Đấy, em sẽ bù sau. Đây. Xích thì em cũng sẽ ráp sau nha anh em nhé. Đó, xích thì sẽ ráp xích mới nha nha. Em này sử dụng cắt gia đình cực kỳ là mạnh luôn nha. Rất là ngon. Rồi, em D6 Sinoway 381 giá là 3 triệu đồng tròn. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Rồi, tiếp theo là đến D7, một thương hiệu cũng đến từ Sinoway, nhưng em này là Sinoway Shock nha. Đó, hàng Shock thì hàng này là 39,8cc. Đó, có sử dụng trợ lực này, có chốt e tự động. Đó. Em này sử dụng rất là ngon, hàng đời mới, đời cao nhất bây giờ nha, thương hiệu Shock Lama. Đó, cực kỳ là nhẹ. Chú nào có tuổi năm mấy 60 tuổi thì cứ chỉ nhích nhẹ là nổ nhá, bởi trợ lực này nó rất là giảm giật rất là nhiều nhá. Chỉ cần nhích kéo lên hay là nó nổ đấy ha. Đó. Anh em nào vào nghề cưa mới đầu ấy thì mình sử dụng em này rất là vừa tầm, rất là ok ha. Lốc trước máy này. Chưa chảy chụa nước sơn mấy, đó chỉ chảy có một xíu nước này thôi ha. Lam của em này được ráp lam 50cm, lam Latin nhá. Xích là xích trung 325, xích thì cũng đã được ráp xích mới cho anh em sử dụng nha. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc và trực tiếp bằng khóa 13. Đó, bên phía mặt ốp lam là tăng xích ở cái bên tem mạc vẫn còn nguyên, tăng xích thì nằm trước này. Đó. Đây. Cực kỳ là sáng, có trợ lực nhé. Chốt e tự động luôn. Rất là ngon.
riêng em này mai em sẽ làm cái video review cho anh em xem ha. Cực kỳ là nhẹ, cứ nhích nhẹ kéo nhẹ lên là đổ nhé, cực kỳ là nhạy luôn đấy. Rồi em D7 là giá là 3,8 triệu đồng nhé, anh em nào có nhu cầu sử dụng em D7 liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Rồi hôm nay thì em đã giới thiệu cho anh em một lô máy cưa gồm 7 em đó, đã giới thiệu xong thì anh em nào ưng ý em nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng ha. Đó, số điện thoại em có sử dụng Zalo nhé. Đó, anh em nào muốn xem chi tiết máy hơn thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo. Đó, số điện thoại có sử dụng Zalo. Đó, em sẽ gửi hình ảnh video cho mọi người xem qua phần tin nhắn Zalo ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha.